Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách làm sao để chúng ta có thể đặt cái máy chiếu và cái màn chiếu, làm sao để chiếu ra được một cái hình ảnh nó vuông vức. Như các bạn đã biết thì về nguyên tắc đặt máy chiếu và màn chiếu, thông thường thì hầu hết là chúng ta phải đặt máy chiếu và màn chiếu chính diện và vuông góc, tức là cái máy chiếu nó sẽ được đặt chính diện so với cái tâm màn chiếu, và máy chiếu nó sẽ nằm song song với lại cái mặt phẳng của cái màn chiếu. Ví dụ trong trường hợp của chúng ta để nó nghiêng, nó hơi xéo sang một bên như vậy, thì các bạn rõ ràng các bạn thấy được là cái hình ảnh bên phải nó sẽ bị méo góc trên, và phía bên trái nó cũng thế, phía bên trái cũng nó bị méo. Cái hình ảnh như vậy thì nó sẽ không gọi là vuông vức. Và như các bạn đã thấy được hình ảnh hiện tại này, cái máy chiếu và cái màn chiếu nó đặt nó không có chính diện và không vuông góc, mà nó đã bị lệch góc khoảng 20 đến 30 độ. Trong trường hợp ngược lại thì chúng ta cũng để xéo sang như thế này, thì chúng ta rõ ràng chúng ta thấy hình ảnh chiếu ra nó không có vuông vức, nó bị xéo sang một bên. Vậy về nguyên tắc như lúc đầu tôi đã nói là máy chiếu và màn chiếu là chúng ta phải đặt chính diện và vuông góc, có nghĩa là đầu tiên chúng ta phải xác định cái điểm nào là cái tâm của cái màn chiếu. Điểm tâm của cái màn chiếu thì chúng ta căn cái đường thẳng, chúng ta đặt ngay cái máy chiếu ngay tâm, và sau đó chúng ta chỉnh cho cái mặt phẳng của cái máy chiếu là cái mặt này, làm sao nó nằm song song với cái mặt phẳng của cái màn chiếu là hình ảnh nó sẽ chiếu ra vuông vức. Như ở đây tôi đã căn được cái hình ảnh nó ra khá là vuông vức rồi. Trong một số trường hợp thì các bạn có thể chỉnh nó khi hình ảnh nó đã chính diện và vuông góc rồi, nhưng mà hình ảnh nó chưa vuông, thì chúng ta kéo trong cái menu này, chúng ta vào phần tùy chỉnh để chúng ta chỉnh cái hình ảnh nó vuông lại. Cái này là cái tính năng chỉnh vuông hình thang nha các bạn, chứ không phải là chỉnh xéo góc. Thì tôi sẽ hướng dẫn lại từ đầu. Và hiện tại là các bạn lưu ý là tôi đã hướng dẫn trên máy chiếu Sony. Máy chiếu Sony thì đầu tiên chúng ta bấm menu, thì sau đó chúng ta kéo đến xuống cái mục Installation. Sau đó chúng ta kéo sang bên phải, kéo xuống phần dưới cùng là về Keystone. Về cái dòng máy này nó không có tính năng chỉnh vuông hình tự động, do đó chúng ta phải chỉnh bằng tay. Thì khi vào mục Keystone rồi, chúng ta sử dụng hai cái nút mũi tên sang trái hoặc là sang phải để chúng ta kéo cho cái hình nó vuông lại. Như vậy là hình nó sẽ ra hình thang này. Đó. Bây giờ chúng ta kéo ngược lại, chúng ta kéo nút mũi tên sang bên trái, ngược lại. Nút mũi tên này thì các bạn có thể kéo ngay trực tiếp ở trên cái menu của cái máy chiếu hoặc là trên cái điều khiển. Đó, thì như vậy các bạn thấy được là cái hình ảnh nó đã vuông vức rồi, khá chuẩn rồi. Đó. Thì có một số lưu ý trong quá trình chúng ta lắp đặt máy chiếu và màn chiếu là đầu tiên chúng ta hãy xác định cái khoảng cách nha, trung bình từ cái máy chiếu đến màn chiếu là bao nhiêu, để chúng ta xác định rằng là trong cái khoảng cách từ máy đến màn chiếu nó không bị vướng bởi các vật, ví dụ như là cái bàn hoặc là cái quạt trần hoặc là cái đèn chùm chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nghiên cứu đến một cái vị trí khác. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Và cái bước tiếp theo đó là chúng ta tìm cái vị trí nào chúng ta lắp màn chiếu cố định lên. Rồi một cái bước nữa đó là chúng ta xác định cái vị trí khoảng cách trung bình giữa cái máy và cái màn. Và theo cái nguyên tắc là máy chiếu và màn chiếu treo chính diện và vuông góc, thì cái khoảng cách từ máy đến màn là bao nhiêu mét thì nó tùy thuộc vào từng loại máy và tùy thuộc vào kích thước của cái màn chiếu. Trung bình ví dụ như một cái màn chiếu 100 inch và một cái máy Sony thông thường thì khoảng cách trung bình của nó tầm khoảng 3 mét. Và các bạn lưu ý là cái nguyên tắc là máy chiếu và màn chiếu treo chính diện và vuông góc nha các bạn. Rất là nhiều khách hàng sau khi đã treo máy và màn thì mới tiến hành căn chỉnh, thì khi đó thì khi chúng ta đã treo cố định rồi thì cái việc căn chỉnh rất là khó. Do đó là đầu tiên là chúng ta treo cái màn lên trước, sau đó chúng ta bằng một cách thủ công nhưng mà nó rất hiệu quả, đó là chúng ta bật cái máy lên, chúng ta bật cái máy chiếu lên, chúng ta chiếu vào cái hình, vào cái màn chiếu ở cái vị trí nào mà các bạn thấy được là hai cạnh một cái hình chiếu ra của máy chiếu nó vuông góc, nó song song với hai cạnh của cái màn chiếu. Đó, nó song song với hai cạnh của màn chiếu thì chúng ta hãy đánh dấu ngay cái vị trí đó lại, và chúng ta tiến hành chúng ta treo máy cố định lên. Tránh cái trường hợp mà chúng ta treo máy và màn xong thì chúng ta mới căn chỉnh, thì khi đó cái việc căn chỉnh rất là khó khăn và nó không có khả thi nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy được là cái máy chiếu và màn chiếu tôi đặt chính diện, nó không bị lệch. Cái trường hợp mà các bạn để cái máy hơi xéo một góc, thì cái hình ảnh nó sẽ bị méo sang góc phải phía trên, nó cao hơn này.
đó, hình ảnh như vậy là nó không vuông vức. Hoặc là trường hợp ngược lại, chúng ta đặt xéo sang một bên như vậy, hình ảnh đấy cũng sẽ không vuông vức nha các bạn. Trong một số trường hợp thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải dịch chuyển máy chiếu hoặc là dịch chuyển cái màn chiếu sao cho cái hình ảnh, sao cho cái màn chiếu và máy chiếu nó được chính diện một góc, thì khi đó hình ảnh chiếu ra nó mới vuông vức và nó đẹp. Và đối với máy Sony thì cái việc mà chỉnh hình thang thì chúng ta có thể bấm menu và chúng ta kéo đến cái mục là installation. Trong trường hợp mà chúng ta không có rành tiếng Việt tiếng Anh thì chúng ta chuyển sang tiếng Việt, tức là nó là cái mục cài đặt đó. Cài đặt này nó có mục là làm vuông hình. Nhưng mà các bạn lưu ý là cái mục làm vuông hình này nó chỉ có tính năng là làm vuông hình ảnh khi mà chúng ta đã lắp cố định máy chiếu và màn chiếu đúng với nguyên tắc là chính diện và vuông góc nha các bạn. Nếu mà chúng ta treo xéo góc thì chúng ta vẫn không thể có cái tính năng này, nó sẽ không có giá trị.